Xin chào các bạn xem video nhé. Mình là Lê Văn Lộc và mình đang quay video của anh Tiến này. Đang designer cho mình cái cổng các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn cái cổng này. Anh đang designer cho mình cái cổng này. Thì thật ra cái cổng này là thợ khác đã làm rồi. Các bạn nhìn thấy là người ta đã sơn sẵn rồi. Đấy, nhưng mà nó xấu quá thì mình không thích thì mình đã phá bung những cái chi tiết ở trong ra để đào lại kiểu mẫu lệch đạch như này. Đấy, các bạn nhìn là cái thanh ở giữa này không còn ở tâm nữa, nó đã lệch sang một bên. Và cái thang này, đấy, thang này là họ đan đều từ trên xuống dưới. Đan đều trên dưới thì mình nhìn nó giống như chuồng gà ấy, thì mình không thích, thì mình đã cho thêm những cây thánh giá ở giữa. Đấy, những cây thánh giá này. Đấy, thì các bạn thấy là nó vẫn còn những cái màu đen bẩn thì nó chưa sơn mà. Đấy, thì đây là anh Tiến đây, làm việc suốt từ sáng rồi. Đấy, thợ cơ khí đỉnh cao đây. Đấy. Đang tạo mẫu cho mình cái design nào cho cái này. Khác kiểu không giống ai. Nhìn cứ ở Hàn Ninh Tinh. Lại mát đến cặp lại cho. Từ từ. Sao lại giờ nó nát thế nhỉ? Bây giờ nó dính vào nhau này. Rồi. Đây. Đây máy Hàn đây. Tất cả đồ đạc là mình có hết, mình gọi tự design nào thôi. Cho chính mình. Đấy, làm Casio. Đấy, là hai Casio hai mạng. Đấy, cổng đây thì các bạn sẽ thấy là ngoài đây là mình sẽ làm cái cổng. Đấy, đây là con ô tô mình đậu đây. Các bạn nhìn thấy chỗ trống, chỗ cây ổi đấy. Đấy, chỗ trống cây ổi đấy thì cái phần cổng này sẽ là vừa vào đấy. Thì trước đây mình đã hàn cái cổng kia rồi. Đấy, cái cổng này thì mình hàn nó nhiều chi tiết nhì nhằng. Thì các bạn có thể thấy là cái cổng này này, rất nhiều chi tiết nhì nhằng. Đấy. Tuy nhiên thì cũng chỉ là đan dọc đan ngang thôi. Nhưng mà trên thì mình túng tóc này. Đấy, dưới mình làm một cái đồng tiền và mua một cái chữ này là chữ Minh, chữ này chữ Minh Trung Quốc ấy. Thì mình hàn vào giữa cổng thì nó thành ra cái cổng như này. Đấy. Thì cái cổng này thì nó lại nhiều chi tiết nhì nhằng, mà cái cổng kia thì thuê thợ Minh Nam. Minh Nam thì cái cổng xanh này, cái cổng xanh này thì là mình làm. Thì nhiều chi tiết nằng nhằng, nhưng mà mình bận đi lái xe taxi ấy, thì mình thuê thợ làm cái cổng nhỏ này. Cổng nhỏ bởi vì cho xe vào thì không vừa cái cổng, nên phải đập cổng ra, nên là nó phải há ra một cái khoảng như thế kia, thì phải thuê thợ hàn cái cổng khai này. Nhưng mà thợ lại hàn xấu quá, thì bây giờ là phải nhờ anh Tiến design lại. Họ hàn ngang hông hốc như này, không có cái gì đan vào, nó trông như là chuồng gà ấy mà. Quá đẹp. Đấy, nhìn anh Tiến hàn thế này là chi tiết. Đấy. Quá đẹp. Nhiều chi tiết thế là đẹp rồi. Được chưa? Thì bây giờ nó còn 4 cái góc này. Nó còn 4 cái góc này. Đấy. Thì là chưa biết là trang trí cái gì nữa vào. Cứ anh thổi làm tí hóa ra được. Đấy. Hôm nay trời hơi mưa nên là phải làm trong hiên như này. Trời mưa đó các bạn. Anh Tiến làm rất chăm chỉ. Đấy. Để đi dây nào. Như thế này. Bây giờ sơn xong mình treo lên thì mình sẽ cho bạn xem một cái cổng sau khi sơn xong đưa vào. Thực ra là mình lại sơn màu xanh lá cây cơ, nó không giống nhau, cái màu kia là màu xanh nước biển. Anh Tiến làm rất vất vả, bây giờ đã là 3 rưỡi chiều rồi, làm từ 8 giờ sáng đến giờ là bây giờ 3 rưỡi chiều rồi. Đấy. 3 rưỡi chiều. Nếu như mà 4 cái góc kia mà không có cái gì trang trí được, có khả năng là thôi. Có khả năng là thôi. Hiện tại là chưa nghĩ được ra cái gì trang trí. Có khả năng là sơn là thôi. Mài sơn thôi. Rồi, review các bạn thích nhá. Bây giờ mình lại review tiếp cái khác. Để hẹn gặp lại các bạn trong video khác nha. Đấy. Review tiếp cho các bạn này, quả cổng này đang bật quạt nó khô sơn. Đấy, anh Tiến là anh sơn quả cổng quá là xịn luôn. Đấy, điểm ra ra điểm đấy. Đấy, sơn phát là nổi lên ngay, che những cái đen buồn buồn nhá. Yeah. Che những cái đen buồn buồn nó nổi màu cái trong xịn sò ngay. Đấy, cổng ấy sò đấy. Đấy, các bạn thấy trông nó đã khác hẳn chưa? Trước nó cứ hàn ngang ngang như cái chuồng gà, ngang 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 ngang, cứ đàn sang ngang rồi, chán thật.
Vùng hòm sang ngang không ngon cái gì khẩn cấp ấy, xăng xít các thứ cẩn thận, quét sơn cẩn thận. Anh Tiến quét rất nhanh luôn. Cửa trông xinh đẹp này, treo lên bản lề, treo vào cửa. Ngày nào đi ra đi vào mình ngắm mà, ngày nào mình không phải ngắm mà, ngày nào mình cũng phải nhìn thấy nó, đúng không? Mà nó xấu quá thì mình nhìn nó ức. Trông như này, trông nó còn xinh xinh như này, trông nó còn có tí tình cảm như... Chán không muốn đi ra cổng nữa. Không ra không được, ngày nào cũng phải ra rồi. Quá đẹp.